Trong các vật, vật gì là tối đại? Ngài đáp: trong các vật, pháp tánh là tối đại. Bởi vì tất cả cái lớn ở thế gian như là núi, sông, biển, vân vân, những cái đó tuy nó lớn nhưng mà lớn có giới hạn. Chỉ người nào đạt được pháp tánh thì cái đó nó mới không có giới hạn. Cho nên gọi là pháp tánh tối đại đó. Vì pháp tánh đó thì chừng nào đạt đạo thì mới thấy, chứ còn phàm tình thì khó mà biết được. Cho nên ở đây Ngài nói là chỉ cái pháp tánh của mỗi chúng sinh nó là thân thang, không có giới hạn. Vì vậy mà lớn hết. Ngài thầm vui biết là đại pháp, đại pháp khí sẽ nối dõi cho Ngài sau này. Một hôm vua Ngưu Chí hỏi Ngài: tôi thấy các thầy đều tụng kinh, tại sao tôn giả không tụng kinh? Đó. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Nói là nhà vua mời chư tăng các nơi trở về triều đình để làm lễ trai tăng. Thì chư tăng tụ hội về rất đông. Thì tối lại thì chư tăng đi tụng kinh hết trơn. Có ngày Bát Nhã Đa La không có đi tụng kinh. Nhà vua mới lấy làm lạ hỏi: tôi thấy các thầy đều tụng kinh, tại sao tôn giả không tụng kinh? Mình ta có tụng kinh là ta có tu, phải không? Còn mình không tụng kinh là mình không có tu. Đó là ý hỏi như vậy. Ta tu tại sao thầy không tu? Thì Ngài trả lời: tôi hơi thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới, thường tụng thứ kinh này trăm ngàn muôn ức quyển. Kinh đó là kinh gì? Tụng sao quý vị biết không? Thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới. Như vậy đó là kinh đó, là tụng kinh. Như vậy thở ra không tiếp các duyên là sao? Nghĩa là phóng ra ngoài, không mắc với sáu trần, trở vô trong thì không dính ngũ ấm. Hai là thập bát giới, được không? Nghĩa là nói gọn hơn, ra ngoài thì không dính sáu trần, vào trong thì không mắc kẹt cái chấp thân. Trong không chấp thân, ngoài không chấp cảnh, đó là tụng kinh. Quý vị có tụng được cái kinh đó không? Kinh đó dễ tụng hay khó? Mà có câu gì không? Chỉ thở, hít thở đều đều vậy thôi. Mà cái kinh đó quý vị tụng được thì mới đúng là cái ý của Phật, phải không? Còn cái kinh mà mình tụng hàng ngày đó là sao? Đúng ý Phật chưa? Ví dụ như kinh Bát Nhã chúng ta tụng thì Phật dạy chiếu kiến ngũ uẩn và không, thì mình cũng đọc lại chiếu kiến ngũ uẩn và không, phải không? Nhưng mà chiếu kiến ngũ uẩn và không sao? Nghĩa là xoay lại mình thấy năm uẩn không thiệt, không thiệt thì không dính, phải không? Như vậy thì trong không có dính năm uẩn, ngoài không dính sáu trần. Đó là cái bản ý Phật dạy mình tu. Mà mình không chịu tu vậy, mình cứ tụng nè, tụng cho Phật nghe, chiếu kiến ngũ uẩn với là không đều đều, mỗi đêm đem ra tụng Phật nghe. Thì như vậy Ngài không tụng kinh mà có tụng không? Bởi vì kinh là cốt dạy chúng ta hiểu ứng dụng tu, chứ không phải dạy chúng ta hiểu rồi để đọc thuộc lòng trả bài với Phật. Mà chúng ta bây giờ thì trả bài Phật không, chứ không có chịu ứng dụng tu. Như vậy thì có nhiều khi Phật tử chúng ta thấy một vị tăng, một vị ni mà siêng tụng kinh thì chúng ta nói cái vị đó siêng tu quá, phải không? Còn nếu vị tăng, vị ni mà ít tụng kinh thì nói cái cô, cái thầy vô làm biến quá, phải không? Nhưng mà rồi tôi hỏi quý Phật tử sẽ trả lời có thế nào? Giả sử người đó
tụng ngày đêm sáu thời rất là đầy đủ. Nhưng mà buông ra ai động tới cái nỗi sân. Còn người kia tụng sơ sơ một thời hoặc có khi hai thời hoặc không có thời nào nữa, nhưng mà ta chửi cũng cười, thì ai tu nhiều hơn ai? Quý vị nghĩ ai tu nhiều hơn? Cái tụng sáu thời mà người ta động tới sân, còn người này không có tụng mà chửi không dặn, thì như vậy ai tu nhiều hơn ai? Đó. Như vậy thì cái đánh giá của Phật tử nó tụng kinh nhiều là tu nhiều có trúng hay trật? À, chưa chắc là trúng, phải không? Nghĩa là tụng kinh nhiều mà hết tham, hết sân, hết si á, thì đó là tu nhiều thiệt, phải không? Còn tụng kinh nhiều mà thân si vẫn còn thì chưa chắc là tu nhiều. Ngược lại, người ít tụng kinh mà không có tham, không có sân, không có si thì đã tu nhiều ở ít. Hoặc không tụng kinh mà tham sân si còn dễ đầy, tu nhiều ở ít. Thế đời mới nói không tụng kinh rồi tu nhiều hết nha. Nghĩa là cái giá trị nhiều ít là ở bớt tham sân si hay là chưa bớt tham sân si. Chứ đừng có nói tụng kinh là tu nhiều hay là không tụng kinh là tu nhiều, không phải đánh giá ở chỗ đó, mà giá trị ở chỗ bớt tham sân si hay là sạch tham sân si, cái đó là cái giá trị thực. À, như vậy thì Phật tử cũng vậy, nếu tụng kinh siêng tốt rồi, nhưng mà phải siêng bỏ tham sân si nữa thì càng tốt, phải không? Thế còn tụng kinh rồi bởi vì siêng tụng kinh cho nên tụng ra mãi quá ai động tới cái nỗi sân liền thì cái đó là chưa phải tu nhiều, phải không? Cho nên có nhiều người Phật tử kể lại tức cười, đường tụng kinh ra ngoài cửa mấy đứa bé nó chọc, nó kêu ngạo thế này thế kia, không thèm nói, ráng tụng cho hết bài kinh rồi ra cởi áo nó chạy ra đường lộn thì như vậy tu nhiều tu ít. Đó là cái bệnh của chúng ta đó, ráng nhịn để tụng kinh, tụng hết bài kinh rồi thì tha hồ ăn thua. Thì đó, cái tu đó thì tu thiệt hay tu chưa thiệt? Chưa thiệt. Cho nên tụng kinh giỏi là tham sân si phải giảm, chứ còn tụng kinh giỏi mà sân si còn nguyên thì chưa thiệt giỏi. Hiểu vậy thì mới thấm được cái câu Ngài nói, Ngài hít vô thở ra không tiếc các duyên, rồi hít vào không hở chẳng hở trong ấp giới. Đó, cái bài kinh đó Ngài tụng trăm ngàn một ức quyển, tụng hoài, đi ra đi vào, lúc nào cũng hít cũng thở, lúc nào cũng tụng. Như vậy thì đây muốn nói rằng cái người chân tu á, không phải tới cái thời tụng kinh mới tu, mà bất cứ trường hợp nào đi đứng nằm ngồi đều thấy rõ, ngoài không dính với cảnh, trong thì không mắc kẹt ở thân, thân và cảnh đều không chấp, đó mới là chân thành tụng kinh. Tụng kinh như vậy đó mới là thành tụng nè. Như vậy thì nếu tính với người đó thì ngày tụng chừng bao nhiêu quyển? Tụng suốt ngày, suốt đêm, thấy không? Còn cái kia tụng có thời thôi à, còn cái này tụng luôn luôn như vậy. Vua Hương Chí Băng, hai hoàng tử lớn và hoàng thân đều kêu khóc, Di Bồ Đề Đa La ngồi nhập định chỗ hoàng linh cữu suốt 7 ngày. An táng nhà vua xong, Bồ Đề Đa La xin phép mẹ và hai anh theo ngài Bát Nhã Đa La xuất gia. Thì quý vị thấy, người tu thiền khi mà cha mẹ chết cần thỉnh tụng kinh thiệt nhiều tốt hay là làm sao tốt? Đó, cha mẹ chết thì quý vị hoàng tử thì lo khóc, ở nhà thì cứ ngồi thiền ở bên cái quan tài. Như vậy thì khóc với ngồi thiền cái nào tốt hơn?
nhưng mà thế gian thấy người khóc là thương, thương bà thương má, phải không? Người ngồi im lặng không có thương. Đó là cái hiểu lầm của thế gian. Chính trong khi đó mà vẫn giữ tâm thanh tịnh, sống đúng với đạo đức mới là quý, chứ còn không phải khóc lóc nhiều là quý. Khóc cho người ta thấy mình thương cha thương mẹ, cho họ khen có hiếu, thì cái đó nhiều khi khóc mà nó cũng có cái danh trong đó chút nữa, phải không? Khóc ít cho người ta nói mình không thương ba má, mình khóc cho nhiều kể lễ cho lắm, rồi để cho người ta thấy cái chú đó cái cô đó có hiếu quá, ba má mất khóc nhiều thiệt nhiều. Cái đó chưa phải là thiệt. Thương cha thương mẹ mình phải làm sao cho tâm hồn mình được trong sáng, tu hành cho được đạo để cứu độ, cái đó là trên hết, còn ngoại cái hình thức là phụ thôi. Vậy mà ở trong chùa nhiều khi có vị hòa thượng thượng tọa gì đó tịch thì tụng kinh nhiều ít, khóc cũng nhiều ít, chắc cũng khá hết rồi, phải không? Nhưng mà cái ngồi thiền bên cạnh chứ không ai ngồi, phải không? Ngồi thiền bên cạnh Quan Tài thì không ai ngồi, chỉ là khóc là tụng kinh thôi. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy chưa có gan. Bây giờ ngài chính xuất gia thì khi ngài thấy cơ duyên đó thuần thục nên nhận cho, rồi thánh tăng làm lễ xuất gia thọ giới cho Bồ Đề Đa La. Hôm nọ ngài gọi Bồ Đề Đa La đến dặn dò đại pháp nhãn tạng của Như Lai lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ngươi, ngươi khéo truyền bá chớ cho đoạn dứt. Ở đây có nhiều người thắc mắc cái câu mà đại pháp nhãn tạng. Cái đại pháp nhãn tạng của Như Lai, có người hỏi tôi đại pháp nhãn tạng là cái gì? Đại pháp nhãn tạng, tại vì đại pháp là cái pháp lớn, nhãn tạng là cái kho con mắt, tức là cái chỗ chứa đựng tất cả cái sáng suốt của con người, đó gọi là đại pháp nhãn tạng. Cái chỗ chứa đựng đó là gì? Trong kinh thường gọi đó là Như Lai Tàng, hay là chân tâm vân vân, hay là Phật tánh, đó gọi là đại pháp nhãn tạng. Nay ta trao cho ngươi, ngươi khéo truyền bá chớ cho đoạn dứt. Thì bây giờ ta chỉ cho ngươi thấy rồi thì ngươi phải truyền bá, chứ đừng có để nó dứt nó mất. Nghe ta nói kệ: tâm địa sanh chư chủng, nhân sự phục sanh lý, quả mãn bồ đề viên, hoa khai thế giới khởi. Chúng ta dịch: đất tâm sanh các giống, nhân sự lại sanh lý, quả đầy bồ đề tròn, quan ở thế giới sanh. Đó là cái bài kệ truyền pháp. Ngài nói đất tâm sanh các chủng, vì cái tâm thể nó trùng khắp, tùy theo cái người mê kẻ tỉnh, tỉnh thì đất tâm nó hiện là bồ đề, giống bồ đề. Mê thì đất tâm sanh ra các cái thứ phiền não, cho nên nó là đất tâm sanh các giống. Nhân sự lại sanh lý, từ sự mà hiện ra lý, tức là chúng ta thấy được mỗi cái hình tướng thì tìm tới tận cái cội nguồn của nó, thì từ hình tướng mà phân tới cội nguồn, đó là từ sự mà tìm ra lý. Quả đầy bồ đề tròn, tức là cái quả mà đã viên mãn rồi thì cái đạo bồ đề cũng tròn đủ. Hoa nở thế giới xanh, tức là khi tâm hoa mình nó sáng ra, nó nở ra, thì lúc đó tất cả những cái thế giới đều bừng sáng hết. Cho nên nói rằng hoa nở thế giới xanh,
Đó là cái bài truyền pháp. Thì quý vị thấy vị tổ thứ 27 đã chỉ dạy rõ ràng cái lối tu rồi. Bây giờ tới vị tổ thứ 28,